Cô chào tất cả các bạn học sinh thân mến. Trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại biện pháp nghệ thuật nhân hóa. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kỹ năng đặt và trả lời câu hỏi vì sao. Đó là tất cả những nội dung chúng ta được học trong tiết luyện từ và câu ngày hôm nay. Đó là bài luyện từ và câu nhân hóa, ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao. Các con thân mến, đầu tiên chúng ta hãy cùng nhau ôn lại biện pháp nhân hóa nhé. Vậy bạn nào có thể cho cô biết biện pháp nhân hóa gồm có mấy cách và đó là những cách nào? Các con hãy cùng nhau suy nghĩ và trả lời nào. À, có 3 cách nhân hóa đúng không các con? 1, đó là gọi đồ vật, sự vật, con vật bằng từ gọi người. Và cách nhân hóa thứ hai đó là tả đồ vật, sự vật, con vật bằng từ tả đặc điểm hoạt động của người. Và cách nhân hóa thứ ba đó là trò chuyện với đồ vật, sự vật, con vật như trò chuyện với người. Các con đã nắm chưa nào? Và các con thân mến, đầu tiên để giúp cho các con ôn luyện lại biện pháp nhân hóa thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần đầu tiên nhé. Cô có yêu cầu như sau, các con hãy đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi. Cô vàng đang chăm sóc những chú cún con thật đáng yêu. Em bé lon ton chạy lại gần và kêu: "Bạn cún ơi, lại đây chơi với mình nào." Các con sẽ trả lời những câu hỏi sau. Câu A: trong đoạn văn trên, những con vật nào được nhân hóa? B: mỗi con vật trên được gọi bằng gì? Và C: nêu các từ ngữ tác giả đã dùng để miêu tả con vật và nói với con vật trong đoạn văn trên. Cách gọi, tả và cách nói với con vật có gì hay? Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau suy nghĩ và thảo luận trong nhóm. Rồi sau đó các con sẽ trình bày trước lớp nhé. Nào. À, đầu tiên trong đoạn văn trên những con vật nào được nhân hóa? À, trong đoạn văn trên có 2 con vật được nhân hóa đúng không các con? Đó chính là vàng và cún con. Và vàng được gọi là gì? À, vàng chính là con chó mẹ đó các con ạ. À, được gọi là cô, còn cún con được gọi là chú. Các con ạ, đây chính là cách nhân hóa thứ nhất đấy, là gọi sự vật, con vật như gọi người. Và tác giả đã dùng những từ ngữ nào để miêu tả con vật? À, trong câu này tác giả đã dùng những từ ngữ để miêu tả con vật, đó là chăm sóc những chú cún con. Vậy thì cụm từ chăm sóc những chú cún con này chính là cụm từ để miêu tả hoạt động của người. Nhưng tác giả lại dùng những từ ngữ miêu tả hoạt động của người này lại đi miêu tả cho hoạt động của cô vàng, đúng không các con? Và đây chính là cách nhân hóa thứ hai, là tả sự vật, con vật bằng những từ ngữ tả hoạt động đặc điểm của người đó các con ạ. Và trong câu này tác giả đã gọi, nói với con vật như nói với người như thế nào? À, đó chính là câu: bạn cún ơi, lại đây chơi với mình. Em bé đã gọi cún như một người bạn rất thân thương, rất gần gũi, phải không các con? Và câu: bạn cún ơi, lại đây chơi với mình nào? Đây chính là câu thể hiện rõ nhất ở cách nhân hóa thứ ba, đó là nói với sự vật, con vật như nói với người. Các con đã hiểu chưa nào? Và lâu lâu chúng ta có thể ra bầu trời và ngắm trăng thì các bạn nhỏ có thể gọi: ông trăng ơi, xuống đây chơi, đúng không nào? Thì cái câu gọi đó chính là cách nhân hóa thứ ba, nói với sự vật, con vật như nói với người, đúng không con? Và cô mong rằng các con sẽ nắm chắc 3 cách nhân hóa này. Các con đã nhớ chưa nào? Và những cách nhân hóa này có tác dụng gì? Nào, hãy cho cô biết. Như vậy, tác dụng của biện pháp nhân hóa đó là các cách nhân hóa giúp cho chúng ta thấy được các sự vật, con vật trở nên sinh động hơn, gần gũi hơn đối với con người và đáng yêu hơn. Bên cạnh đó, biện pháp nhân hóa cũng làm cho câu văn, câu thơ hay hơn và sinh động hơn rất nhiều. Các con đã nắm được chưa nào? Các con thân mến,
Tiếp theo, để giúp cho các con nắm được kỹ năng đặt và trả lời câu hỏi vì sao, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với bài tập tiếp theo nhé. Với yêu cầu như sau, các con hãy tìm và gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao. Em luôn đạt được thành tích học tập tốt vì em luôn chăm chỉ học. Nào các con hãy suy nghĩ, tìm và gạch dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao nhé. Nào, ai đã có đáp án? À, đây chính là đáp án đúng đấy các con ạ. Vậy bạn nào hãy nhắc lại cho cô biết xem, trong câu này, bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao đó là bộ phận nào? À, đúng rồi các con, bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao chính là cụm từ vì em luôn chăm chỉ học. Vậy bạn nào có thể cho cô biết cụm từ vì em luôn chăm chỉ học là cụm từ chỉ gì nào? À, cụm từ vì em luôn chăm chỉ học chính là cụm từ chỉ nguyên nhân, lý do của sự việc đấy các con ạ. Như vậy các con cần nhớ là bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao chính là những từ ngữ chỉ nguyên nhân, lý do của sự việc. Các con đã nhớ chưa nào? Các con hãy quan sát tiếp nào. Trong câu này các con hãy suy nghĩ và đặt cho cô câu hỏi cho bộ phận câu được gạch dưới. Nào các con hãy suy nghĩ và trả lời. À, đây chính là câu hỏi: vì sao em luôn đạt được thành tích học tập tốt? À, đây chính là câu hỏi chính xác đấy các con. Và khi đặt câu hỏi có từ vì sao, các con nhớ để từ vì sao đứng đầu. Và đầu câu hỏi tất nhiên các con sẽ phải viết hoa. Và cuối câu hỏi các con nhớ ghi dấu chấm hỏi. Các con đã nhớ chưa nào? Thì các con thân mến, tiếp theo để rèn luyện cho các con kỹ năng trả lời câu hỏi vì sao, thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần tiếp theo nhé. Và cô có yêu cầu tiếp theo dành cho các con. Các con hãy dựa vào sự hiểu biết của con trả lời câu hỏi sau. Vì sao những luống rau luôn xanh tốt? Các con hãy cùng nhau suy nghĩ, thảo luận và trả lời trong nhóm nhé. Nào, nhóm nào đã có câu trả lời? Và đây chính là câu trả lời chính xác của các con. Những luống rau luôn xanh tốt vì được chúng em chăm sóc hàng ngày. Vậy bạn nào cho cô biết bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao trong câu này chính là cụm từ nào? À, bộ phận câu trả lời cho câu hỏi vì sao trong câu này chính là cụm từ vì được chúng em chăm sóc hàng ngày. Vậy cụm từ vì được chúng em chăm sóc hàng ngày này chính là cụm từ chỉ gì nào? À, cụm từ vì được chúng em chăm sóc hàng ngày này chính là cụm từ chỉ nguyên nhân, lý do của sự việc với các con. Vậy các con cần ghi nhớ là khi trả lời cho câu hỏi vì sao thì chúng ta cần phải dùng từ ngữ chỉ nguyên nhân, lý do của sự việc để trả lời các con nhé. Và phần này đã khép lại bài học hôm nay của chúng ta rồi. Và cô mong rằng tất cả các con hãy luôn chăm sóc cho vườn rau nhà mình thật xanh tốt nhé. Và cuối cùng, cô chúc các con làm bài thật tốt. Cô tạm biệt các con và hẹn các con trong tiết học ngày hôm sau nhé.